Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là mọi người ơi, trước mặt mọi người là một con cá nướng rất là hấp dẫn. Con cá này là cá nướng mỡ hành hả bà Hai hả? À, bà Hai nè, Ngọc với bà Hai đi chợ Hàn Quốc xong rồi lựa được con cá, cái bà Hai về bà Hai làm con cá nướng mỡ hành nhìn hấp dẫn không bạn? Có bún bún thái cá nữa, không muốn ăn bà làm. Sao vậy? Cô làm chưa? Làm rồi hả? Makes gourmet style masterpiece. Bún thái cá nữa. Trời ơi, gì dữ vậy? Rồi con cá gì? Cá nhậu qua mua một con mình đâu có làm gì được không? Con nó ra. Trời ơi, dữ luôn, quá dữ luôn. Thôi mình bắt đầu ăn đây bà Hai ơi. Hãy chị đi. Hãy xin quýt hết. Xin quýt hết rồi phải ăn bún nè. Con cho cô chú ăn miếng không? This is it, huh? Yeah, con cho cô chú ăn miếng không? Yo. Trời ơi, quá hấp dẫn luôn ông nội ơi. Trời ơi, đi về nhà mà ngồi lên cái mâm cơm này chịu sao nổi nữa trời. I am eating. À quên. Deer. Còn đây là chồng Ngọc là anh ăn cái thịt thịt nai nè các bạn. Deer backstraps. Đó. Thịt nai đó anh mua, các bạn anh đi săn đó. So like, cái anh mua lại đó. Like this part of the deer. Đó, giống như cái phần đó là của con nai đó. They grow good meat. Nang hoa. Nang hao. Ngon không kìa con? Ba hỏi ngon không kìa? Okay, let's roll with it. Rồi, ăn thôi. All right. Rồi, đẹp chưa? Hello, xin chào các bạn. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì bây giờ là bà Hai vẽ ra hả bà Hai? Rồi, khui nước ngọt ra đi. Trời, sao dạo này uống nước ngọt nhiều dữ vậy? Tại vì we've been drinking lots of... But I haven't been drinking soda throughout the day. I've been drinking water. You don't need to. I need to drink water. Water's good for me. Hả? Wow, cái này quá ngon, quá hấp dẫn luôn các bạn ơi. I'm gonna use that as a dinner roll. The bang me you got, doesn't that really bang me? Miss you, baby. How are you? How was work today? Busy, always. Busy, always. Đây nè, các bạn. Đây, đây con cá nè. Các bạn, baby, take a thumbnail deer. Picture. Chạy đi, cười đi chạy. Đúng rồi. All right. Rồi. Phải bài bản chứ, trước khi mà ăn mình phải chụp hình đồ này kia phải không? Mình sống ảo mà. Smell it. Thử ăn miếng này, thử ăn miếng thịt này coi. Try it. Cũng ngon chứ. Ăn giống thịt bò chứ có gì đâu. Thì thịt này chai thôi. Bà mà biết làm thì nó không. Oh, it's with her steak sauce. Rồi, yo. Celebrate every day. Celebrate every day. She got yo. Phải vô. Ủa chay sao bị che mặt hết rồi. Thôi xạo, thấy ai uống mà đặt kho kho. She's parched, can't you hear her? Yeah. Here's water. Thôi xạo á. Xạo hả con ha? Xạo ha, uống không? Không xạo hả? Không xạo. Mà nó, tôi nói nó xạo, nó lắc đầu thấy chưa? Uống không? Có xạo không? Có xạo không? Trời ơi, kêu nó xạo nó không, nó không có xạo, nó muốn uống. She swears she's telling the truth. Không biết hết chứ. Trời ơi, uống đã đời, trời ơi, cái mỏ uống kìa. Trời ơi, bữa nay cục tóc đẹp dữ kìa. Like she never drank before in her life. Bữa nay ai trồng phai đất này? Ai trồng phai? Mà cố hả? Cố thì ai? Cục tóc đẹp quá ta. Tại vì nó ăn mấy cái lấy giấy. Cái gì con ăn đi, mẹ ăn nè. Mẹ đang ăn nè. Ôi trời ơi, ngon quá. Mà biết ta thiếu gì không? Hai thiếu dưa leo. Chết luôn. Con ơi, trong tất cả các món rau ăn có một món dưa leo mà dưa leo cũng thiếu là thôi. Không, nhưng mà con phải ăn có cái con này á, thật sự Ngọc không biết cá này cá gì, xong rồi Ngọc gọi hỏi tiếng Phượng là cái tên tiếng Anh con cá này là tiếng Việt là cái gì, thì tiếng Phượng nói con cá này gọi tiếng Việt là tên tiếng Việt là gọi là con cá cam. Bà Hai cũng chưa ăn con cá này, Ngọc cũng chưa ăn, thấy mà không có ăn. Rồi hỏi tiếng Phượng con cá này nó có nhiều xương không mới bắt đầu mua. Trời ơi, cái con cá này nó rẻ một cách mà dã man luôn. Nguyên một cái con cá bự chà bá bà Hai nó, con này cá ký không bà Hai? Con này hơn cá ký hả? Thịt rất là nhiều luôn. Mà cái con này Ngọc mua cuối cùng người ta làm sạch da sạch đồ ra cuối cùng chưa tới $7 nữa, là chưa tới 150.000 con cá này nữa. Con cá này gọi là yellowtail á. Oh my god. Quá rẻ luôn. You know how much the fish cost? How much a yellowtail is? How much? $7. It's not very expensive, huh? No. Nhìn con cá bự, mình nhìn cũng hết hồn phải không? Bởi vậy. Must have been a lot of them around.
có 7 đô một con Ngọc Ngao, còn hết hồn luôn á. Tại vì các bạn cũng biết là nào giờ Ngọc ít ăn cá, mà Ngọc có ăn cá là Ngọc chỉ ăn cái gì đó, cá hầu với lại sea bass đồ này kia vậy thôi. Còn mấy cá này Ngọc chưa có ăn bao giờ. Đó, quá hấp dẫn luôn bà Hai ơi. Thôi xin mời tất cả mọi người cái cuốn đầu tiên nha. Trang ăn gì á? Trang bún không mà cô Jade, you want a little bit of deer meat? Just Baha'i's good marinade. Jade? You want some venison? Good job. It's chewy though. Very chewy. Ổng mua cho hộp sữa quá trời bự luôn. Sữa trong Costco thì bán đó. Không có chai nhỏ chứ, bà thấy có chai nhỏ nè. 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 Ăn rồi đừng quậy, quậy rồi đập á. Nè. 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 Nè, ngon quá bà ơi. Đi làm về mệt mỏi, đói bụng, mà đã ăn được bữa ăn vậy còn gì bằng nữa các bạn. My God, so good. Yeah, so good. Con như bà ai cho làm mất con này không? Mà sao bà hai thấy con cá này sao? Ok không? Bà hai ướp con cá này chứ gì nè, giờ bà hai cho tất cả mọi người công thức kìa. À, bà hai đâu có ướp cái gì chứ, chứ muối, tiêu, cái gì đó rồi, con em hay cho đó. Hai. Again? In case it rains. Thank you. You're welcome. You always leave your windows down. Every single day. Bà làm sớm. Bà đang ngồi cái tự nhiên nhìn ra lỗ. Bà làm gì vậy? Bà nói cái kiến của cái cửa đằng sau của mày á. Nó mở. Sao phải nhắc cho mày? Để không ấy là lỡ mưa là mày mà là nước ướt đồ. Yeah. Your story is you're so excited to get home to see Jade and you forget your clothes on my exactly. Chút nữa đi, chút nữa chồng Ngọc ra. Chút nữa để chồng Ngọc ra ảnh ra anh đóng lại. Mấy lần rồi đó Ngọc bị cái đó mấy lần rồi. Ngọc cái chỗ kiểu như mùa hè đó mà Ngọc không có thích mở máy lạnh lên. Nên Ngọc cứ mở mấy cái cửa ra đó. Nhưng mà mở mấy cái cửa kế bên Ngọc thì Ngọc không thích, tại vì mở mấy cái cửa ra tóc bay Ngọc ghét. Nên Ngọc mở cái cửa và ở đằng sau của cái trunk á, cái cốp xe đằng cái cửa đằng sau của cái cốp xe nên Ngọc mở cái đó ra hoài à. Mà mở ra là lúc nào cũng quên đóng. Mà hàng xóm biết xe mình xe gì nữa chứ, đi ngang thấy không đóng chạy vô kêu. Ê dạ, đừng có nắm tóc mẹ. Hàng xóm đó là hàng xóm mà trồng hoa giùm đó. Mà hai thấy con có hàng xóm tốt không bà ơi? Rảnh rỗi quá không có chuyện gì làm đi trồng hoa giùm con luôn đó. Mấy người như vậy mình nên ha, giữ mà chơi. Phải không? Giữ mà chơi hả? Maybe can you move that a little bit closer to Bahai? Ủa Bahai? Đây nè, để giữa đi chứ tự nhiên cái này để, tự nhiên này để đằng chi con đâu ăn. Quên nữa, nãy giờ con không có để ý với Bahai. Thank you. Con có lỗi với Bahai quá. Trời ơi, nhúng nước tôi cũng nhúng đường nước nè. Nhà nó tự tế quá, không thấy đường nhúng nước. Gì vậy trời? Trời ơi, làm gì ngồi vui dữ không? Trời ơi, bữa nay con cuốn cái cuốn nào cuốn đấy nó mập. Bà mập, mập dễ sợ mập. Wow, that's a fat one, huh? Mập dễ sợ thiệt. Cái này chắc cuốn, cái này chắc ba cuốn là no các bạn ơi. Được rồi. Hey, can you be? You gotta be threatening to mommy with a spoon. Bà hai có mua tí tôn hả? Con chưa bao giờ mua cái đó ăn lá tí tôn này bao giờ. Honey, so how do you like the lettuce? Is it better or worse than the other lettuce? I can't say.
Chị. Tao tán bạc tay nha. Chị. Nghe nghe. Chị hay hơn quá không? Trời đất ơi. Không phải hay. Hồi nãy giờ la mày không nói gì là giỡn mặt phải không? Bấm nút biến. Ngon. Con miếng nước nè, con còn dùng miếng nước nha. À mẹ đi. Con tên gì? Say không? Baby, you know this meat right here? Mm-hmm. It's like 90% meat, 0% fat, so it's complete opposite of like the way we eat. Đây này. Chồng Ngọc anh nói cái miếng thịt này mà anh đang ăn là 90% là thịt. Còn mà cái bò thịt bò qua ghiêu mà hồi bữa mà Ngọc với ảnh ăn rồi này kia là 90% là mỡ. Heo ủa nay nó ít có mỡ. Heo hả? Có mỡ. Nhà làm mấy cái đùi luôn người ta cho nó đi sang. Baby, she's fake eating this. I just watched her this whole time. She's just faking. Heo rừng. Oh. Trong cái bụng của con này bà hai có bỏ sả nữa hả? Có, để cho nó cho. Sả. You don't like it? Đi Quynh chuẩn bị đi bắn mắt rồi bà hai. Cái gì? Ai đi bắn em sợ khỏi mang bắn tia laser để khỏi mang mắt kiến nữa đó. There's people that want to see. Ngày thứ cái gì đó tháng 7, ngày 31 tháng 7 là anh sẽ đi bắn tia laser. Thì có rất nhiều bạn hỏi sao chồng của chị thì lúc nào cũng đeo mắt kiến vậy. Thì đó anh bị cận đó mà cận nhẹ lắm, nhưng mà anh thích vậy đó, anh thích đi được đi không có đeo mắt kiến nữa. Nên là anh sẽ đi bắn mắt để cho khỏi cần đeo mắt kiến nữa, là ngày 31 tháng 7 này anh sẽ đi đó. Để tranh thủ lúc mà anh còn mà không có đi học, chưa đi học lại á, thì anh sẽ làm cái đó. Now you gotta ask people if they're interested in seeing how Americans do it. Same way. Ở bên Việt Nam làm cũng hay lắm á. Thì con làm bên Việt Nam với đâu bà hai? Con bắn bắt ở Việt Nam đó, ngày xưa là Ngọc bị cận đó các bạn. Trước khi Ngọc qua Mỹ là 3 tháng là Ngọc đi bắn. Ngày xưa Ngọc bị cận cỡ 3 lần mấy, Ngọc học giỏi quá mà biểu. Con học giỏi lắm á. Học giỏi lần cận đeo bất kiến. So baby, where did you get your LASIK stuff? Mình tại sao con nói bài con học dở mà bài lại cười? Cảm thấy biết không hết. Học dở quá. Không mà hai. Thật sự á là nếu mà người nói vậy đi học á. Các bạn biết, các bạn coi cái video clip của Ngọc, các bạn thấy là Ngọc lanh. Nói là Ngọc hiểu liền. Nhưng mà xong rồi là Ngọc quên, không phải quên mà xong rồi cái lo giỡn, lo chơi, lo hớt rồi này kia đó là xong rồi hết hiểu. Rồi lên là làm xe bé hết trơn luôn á. Chứ mà nói Ngọc một cái Ngọc hồi đó mà còn mà con đi học cái ông thầy học thêm ông dạy toán á, ông nói cái đầu cái con nhỏ này cái đầu óc nó tinh anh dữ lắm, mà nếu mà nó chịu khó học một cái là nó được lắm á, mà không chịu học. Oh, she doesn't want it anymore. Không ai nữa hả? Mà để thôi, mà nói chung là mỗi người có cái số. So baby, when did you get your LASIK done? Baby, what year? Không quá hay. Trời ơi, vô làm cái bập cái sông này nhà tưởng cái gì nó khó khăn đồ dữ lắm. Vô cái lẹ trời nó coi bá mấy giây. Rồi ra thấy đường liền. Where did you get it done at? Việt Nam. Is there a certain place that you got it done in Vietnam? Ngọc bắn mắt ở bệnh viện An Sinh á. Bệnh viện An Sinh của ở trên đường ở quận Phú Nhuận phải không? Ngọc bắn mắt ở đó. Còn có nhiều người thì vô bệnh viện mắt bắn, còn Ngọc thì Ngọc bắn ở bên bệnh viện An Sinh. Nếu mà bạn nào mà muốn biết thêm thông tin thì các bạn cứ gọi điện thoại hội thoại cho bệnh viện An Sinh. Đó, chồng Ngọc đó là ngày xưa các bạn, ảnh baby how old was he when he got?
You wear classic when you were young. Yeah, first grade is when I started. Năm 6 tuổi là bắt đầu ảnh bị đeo mắt kiến rồi đó, là con mắt ảnh cũng yếu lắm á. Rồi xong rồi cái nên what year did you get the LASIK? 2007. Rồi năm 2007 là ảnh bắn tia thì là về vô cái mắt á. Rồi xong rồi tới giờ là bắt đầu nó bị cận lại. Thấy không? Rồi cái ảnh đi nói chuyện với mấy ông bác sĩ á, là mấy bác sĩ nói là mày tụi tao làm cho mày vậy nhưng mà chỉ cỡ chừng 15 năm sau là mày phải đeo kiến lão. Tại vì bị mắt lão đó, đeo giống lão nhưng mà hay nè. Vâng. Bà phải đi 2 tiếng á. Giờ không biết nó nhẹ hay nó nặng, không biết nó hẹn mấy lần. Không đi bỏ hết trơn, lần nào cũng còn qua bên đây nha. The first time I got it done was the first generation version of what they do now. Anh nói là năm 2007 là lần đầu tiên anh làm á. Là cái first generation là cái gọi là cái công nghệ người ta mới ra lúc đần đầu luôn á, bây giờ công nghệ nó nhiều hơn ngày hay hơn rồi. Chắc con sáng con này mặt tay quá ta ơi. So mine was done, it mattered about the doctor's precision because it was manually done. Nowadays, it's all by computer. So no matter what, it's going to be 100%. Like my vision came out 20/20/2021. So this bad eye was a little bit off. He said this time it'll be 20/20, exactly perfect, dead center in the middle of your eye. Because the lasers are doing the tracking instead of, you know, by eyesight. Okay. Anh nói ngày xưa là khi mà anh làm là bác sĩ là người ta tự làm, còn bây giờ là làm bằng máy tính không ạ? Bây giờ là 100% là máy tính hết, ngồi máy tính làm hết. Baby Julia, she got a nearsighted too. Oh. And she was planning after school she gonna have it done. The first time? Yeah. Okay, yeah, then definitely after school. Because the first time it's really painful. You mean painful? Oh, painful. It wasn't painful to me at all. It was very painful. Baby, don't scare her. Be scared, be very afraid. Không mày miếng. See? Hold my miếng. She don't want to kiss you. You just yelled at her. Hold my miếng. Ăn không? Love okay. You. Not love you. Bà đâu có hành nó đâu. Rồi. Mà bà đang ngồi, bà hẳn cái nó ôm, bà nó hung á. It's a chip. Bà đâu cần hành nó đâu. Còn hành hạ nó quá còn năn nỉ nữa. Yeah. So do you know? My LASIK. Mm-hmm. I don't know why you say it was painful. You crazy. It was painful for me. I was light sensitive, and it really hurt my eyes, like really bright. Oh, because you can't stand to the how bright it is. Like the first like 2 days, like the first 12 hours, it was like super painful because that's even crazy. Covering it up, it hurt. Really? Yeah. It was normal, 100% normal. Yeah, that's good. Maybe because it was the first generation. Ngọc với chồng Ngọc nói là khi mà Ngọc làm cái bắn con bắt đó là Ngọc không có hề đau một chút xíu nào hết, không hề đau luôn á. Cái đó Ngọc nói thiệt chứ không phải là Ngọc mạnh mẽ quá mà không đau. Còn chồng Ngọc thì anh nói anh đau là tại vì không biết sao luôn. Ngọc không thể nào tưởng tượng nổi anh nói đau là tại vì anh nói cái gì đó, chả hiểu nổi. But eventually it got better, but I'm still light sensitive. That's why if you see my car, it's got dark windows all the way around. Mm-hmm. Because it's just, you know, I guess a small reaction, people get a percentage of people get that reaction. Mm-hmm. Just like a small percentage lose the eyesight the first time. I'm just in the small percentage range. Nhưng mà mắt của chồng mình rất là yếu. Đi ra ngoài mà thấy ánh sáng chút là anh chịu nổi. Nên cái xe ảnh là nó có một cái không có nó phải anh phải dán cái mà cái gì đen đen á. Cái gì đen đen đó. Dán đen đen lên xe để cho đừng có sáng quá đó. Cái đó gọi gì bà hai? Tiếng màu. Ừ, tiếng màu đó, chứ đừng có sáng quá, đừng có bị đau mắt á. Trong ánh sáng rồi đi. Cái hả? Cá còn quá bà hai ơi. Ăn đã miệng luôn á. Ăn hết đi. Thấy con nói câu đó giống như bình không? Ăn đã miệng.
hết đi, chiều lại ngày mai nó không ngon. Không phải cả. Đúng rồi, cái này chiều không ngon. Ăn thì hết. Trời ơi, thì cái này có mình con với bà hai ăn chứ đâu. Trời ơi, cái con cá, cái con cá này nó rẻ một cách là được. Không biết luôn các bạn ơi. What's that, the microphone thing? The ASRM? ASMR. ASMR. JD should do ASMR and just make noises into cô chú thấy cho mẹ nên mở cho chay một cái kênh tiếng động ASMR không? Cho nó la trong đó đó. Ba chay nói gì đó. Đang mở kênh này, người ta thích cái mở lên cái kênh đó, cái người ta vô ta chửi. Trời đất ơi. And then when she cries, we'll record it, slow it really far down, mm-hmm. and then play it back to her. Say, oh, she like when? And we'll slow it down so it'll be like when. Ở nhà bà là hai con cá sấu bông bự, một con 3 kg mấy. Yeah. 2 con luôn. Gì ghê vậy trời. Một con mà 3 kg mấy, 4 kg mà bà làm 2 con. 2 con không, để 2 đầu rồi cho tụi nó ăn cho đã. Mấy người ạ? Đúng đúng, đừng có chăm con, chăm con đi. Hôm nay nói chuyện nhiều dữ vậy. Hả? Nói chuyện gì mà nói nhiều vậy? 1 2 3 4. Giỏi quá. Cái này á, I was counting with her after work today. Con ăn không biết nó giống cá gì hả? À giống cá, giống cá Sapa. Sapa là con cá gì? Yeah, Bob's been working with her. Bob been doing it a lot. Cá Sapa là con cá. Bà ăn bà thấy nó giống cá ngừ. Cá bà cha. Bob's been the best. Cá Sapa là cá cha hả? Không. Đó. Bà is the greatest. Thấy con mẹ không? Cá sơ ba. Dành nói hết. Who's the best? I'm the best. Okay, JD, you ready for dessert? I got these especially for you. Oh. Nó ăn ngọt không, chết. So bad, right? Oh, here you go. À, ba chưa? Da, 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 da. Da 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 da. Here, oh, go to town on it. Just one. Miếng hành ngon không? Ngon, mà như được bà. À, lúc nào á, bà làm á, đầy đầy hết trơn rồi, tụi nó khoái khoái khoái. Ừ. Mới hấp dẫn. Chút nãy thì nãy chút. Không có gì hấp dẫn. It's just a chocolate cake ball. Yeah. Yeah, so it's just chocolate cake on the inside. Wow. Cái này giống cá ngừ các bạn. Đúng rồi, nó thịt nhiều rồi giống. Nhưng mà cái nó không có bị tanh như cá ngừ. Ha, không bị tanh. Ít ăn cá ngừ thành ra. Are you getting the power, JD? Look at JD. She gets all weird when she eats that chocolate. Do you see her? She's just like this. And then she's taking a little bit, squishing it in her hands. And just. Ăn xong đi tắm với mẹ nha. Ha, ăn xong đi tắm với mẹ ha. Trời ơi, bây giờ nó làm mình đó. Trời ơi, she always likes to get herself dirty. Wow, you have to be like really sitting like right where you're at to get all the light. Like if I sit back here, I'm in the shadow. And here, hello everybody. Yes, just. Có chuyện đời nói không? Just get yourself all dirty. Zoom in. Have to zoom in. Kìa, nhìn ba kìa. Nhìn ba kìa. JD, more, closer, baby, closer. Look, JD, look at you. Ew! Look at that. What if that was poopy? Ew! Okay, baby, that's not nice to say. Come on, look at, oh. That's just for family time, okay? Hồi ghê quá, chạy ghê quá, đừng ai chơi nó nữa đi. Did you like the chocolate ball? Baby, I think you should take her down. Fix the camera for me and then. Không,
không, không cứu nổi, không cứu chứ. Ơi Just let her play there in chocolate. She's in chocolatey land. Trời ơi, trời, trời ơi, đừng. Bởi vì cái ghế của nó lại dơ. Bà hai nãy giờ ăn được mấy cuốn rồi? Trời ơi, ba đúng cuốn, nãy ba cuốn, bốn cuốn á. Đầu tiên con đưa bà ba cái, sao bà nhỉ? Con đưa bà thêm cái nữa là bốn cái. Hôm nay là ăn nhiều quá rồi. Quá chừng nhiều. Ông bữa nay ngon bà. Ngon right now, trời ơi trời, mưa kìa, ăn kêu hết bữa cơm mưa rồi. Mưa hả? Hèn chi bà nó ổ sắp kì, trời kì vậy. Thôi ăn rồi, đem nó vô chảo. Mới giờ tắm nó chừng phản tiếng hồn á. Ở bà cố sạch sẽ quá, có ba má này về dơ quá à. Nhất là có mẹ nó về á. Thì mày con nãy giờ làm gì? Con cái chiều đó, bà ăn đâu, ngồi ăn đàng hoàng. Ăn đàng hoàng. Ủa, nãy giờ làm gì? Trời ơi, đủ thừa dữ chạy. Trời ơi, phải đủ thừa chứ, con là vua mà. Trời, tự nhiên nãy giờ con đang ngồi ăn, con làm video clip, con nói chuyện mọi người. Giờ đủ thừa con, tự nhiên có con trai con về, cái con chạy hư. Thôi, con đâu có cho nó cái bánh cho con lịch ở đâu. Here, let me get your other hand. Thương lắm, trời ơi. Thương ghê, sợ lắm. Can you please let out, please? Là bớt rồi, anh bằng bụng xuống cho mình nhớ. Thôi mặt ra. Đó, cái bài diễn của Chay tới đây là hết rồi đó, cô chú. Poo poo caca. Okay, baby, I'm gonna... we'll look your window. Mặt ra. Không, ngày mai trời nắng á, đem ra ngoài đường này nè, lấy cái cây mà cái cây dầu nước xịt đó, xịt bắn vô. Không, tháo là được mà. Được mà. Tháo bỏ giặt đi. Không có, đem ngoài xịt. Ừ. Nó cái vai diễn của Chay tới đây là xin kết thúc rồi đó cô chú. Quá. Hai xong rồi ha, rồi con miếng này là con xong luôn. Ăn luôn đi, ăn nó thì ăn không luôn. Chứ là con đợi bằng miếng là không ai ăn, ai nhịn mà cũng không có ai ăn. No, we're not going outside, Jamie. It's raining. Miệng ăn lâu lâu mới ăn, không ăn hoài. Ngon. Not happening. Bởi vì lâu lâu gặp mà nếu mà có thêm một người nữa thì ăn hết đó. Cuối cùng không, hai người mình mà ăn vậy nhiều quá bạn. Hai người mình ăn vậy hơi bị nhiều. Gì hả? Gia diễn chưa hết rồi hả? Còn quyến luyến gia diễn rồi hả? À, rồi, ôi trời. Nó thấy ba đi ra ngoài, nó cầm chiếc dép, nó đưa lên, ý là nó kêu mang dép đi cho đi đó. Đi không? Chi. Thấy chưa? Thấy chi chưa? Rồi bây giờ chào cô chú cái đi nè. Thì thôi, cái video clip ngày hôm nay tới đây là xin kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hôi và Family Cuộc Sống Mỹ. Trời ơi, thấy con nói câu đó không? Mấy trăm lần rồi bây giờ con nói là con nhắm mắt là con nói được luôn á. Thôi nói rồi, quá trời, mấy người là cầm luôn. Trời ơi, cái câu đó mà nói mấy bạn cái thuộc luôn đó. Thuộc lòng. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye. Thuộc luôn. Yes, bye bye. Oh wah, oh wah, oh wah. Baby shark, do 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 do. Mommy shark. Giờ quá. Thôi giờ đi tắm nè, về tắm đi. Nó ăn được nhiêu đây đó con. Hồi nãy có đâu có nhiều không bạn gì đâu. Chờ nguyên một cái lon này nè.